người khác tái sinh không phải biến thành hổ thì là mãng xà nhưng ta tái sinh thành một con chim sẻ nhỏ nhắn xinh xắn không chú ý một chút sẽ trở thành món tráng miệng sau bữa ăn của người khác bất quá cũng may ta thức tỉnh đa tử đa phúc hệ thống chỉ cần cùng chim cái sinh hạ hậu duệ là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng với linh hồn con người của tôi cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận bạo dâm vượt qua chủng tộc này cho đến khi nhìn thấy một con rắn đen dài 20 mươi mét tôi nhận ra rằng thế giới này không đơn giản nói không chừng là thế giới tu tiên bởi vì từ hệ thống đưa ra tu vi huyết mạch có thể nhìn ra điểm này đột nhiên cảm giác chim cái gì đó cũng không phải là không thể tiếp nhận tôi lơ lửng trên bầu trời và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu xung quanh chỉ thấy cách đó không xa trên một cây đại thụ đột nhiên xuất hiện một con chim cái nhỏ đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh ta thoáng suy nghĩ một lát liền bay qua cũng mặc kệ chim cái có đồng ý hay không trực tiếp dẫm lên lưng nàng sau đó bắt đầu sự nghiệp sinh sôi nảy nở của mình thời gian sống tuy ngắn nhưng kỹ năng chim sẻ dẫm lên lưng này ta đã sớm nhìn thấy hơn nữa đây cũng là bản năng sinh lý ba giây sau chim cái còn chưa kịp phản ứng lông vũ cả người ta run lên đã xong việc nhìn chim cái líu díu tôi có chút xấu hổ thời gian quả thật hơi ngắn nhưng dây tiếp theo tôi tự an ủi mình chim sẻ vốn chính là như vậy sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm lá cỏ dại gần đó vì chim sẻ khác với các loài động vật khác chim cái một khi giao phối với chim đực sẽ nhận định đối phương còn chim sẻ được nếu muốn sinh con thì phải đi đúc tổ mới dùng cho chim cái ấp trứng và sắp xếp chim con bị vỡ vỏ trong tương lai không lâu sau vật liệu thu thập đầy đủ ta vỗ cánh một lần nữa trở lại trên cây dệt một cái tổ to bằng bàn tay ý bảo chim cái sau khi đi vào hết thảy liền đại công cáo thành trong những ngày tới phàm là có chim cái bay qua bầu trời tôi sẽ đuổi theo và dẫm lên nó sau đó mang về làm tổ bây giờ tôi đã là một con chim được có 10 con chim cái mà khi chim cái chính thất hạ sinh ra một quả trứng những con chim cái khác cũng lần lượt đẻ trứng tính toán thời gian hôm nay hẳn là ngày có một hậu duệ phá vỏ mà ra ta ngồi sổng bên ngoài tổ khẩn trương chờ đợi theo tiếng vỏ vỡ vang lên một con chim sẻ trần trụi dãy ruộng từ vỏ trứng vỡ nhất thời một đạo lực lượng tinh thuần trí gà xuất hiện trong cơ thể nhìn qua vũng nước trên mặt đất tôi phát hiện mình dài từ 15 cm tăng lên tới hơn 20 cm chỉ một tháng tu vi đã có biến hóa lớn như vậy làm cho ta vui mừng khôn xiết không biết món quà lớn của người mới sẽ có cái gì tốt nghĩ đến đây ta vội vàng ra lệnh hệ thống mở ra nhất thời đại lượng nội dung công pháp xuất hiện trong đầu bất tử nếp phồn nghĩa vi bất tử cửu trọng thiên mỗi một trọng thiên lại chia làm 9 tầng nhỏ chỉ cần tu luyện bất tử nhất trọng thiên tới đại thành huyết mạch sẽ được tiến hóa bất quá lại cần trăm năm tu vi mới được, vì có thể làm cho huyết mạch sớm ngày lột xác đến cấp độ cao hơn. Tôi đạp lưng càng ra sức hơn, chỉ trong vài ngày, chim sẻ 10 dặm 8 xã xung quanh đã bị ta làm cho lúng túng một lần, mà con nối dõi cũng rất nhanh đột phá 100 đại quan. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, con nối dõi nhiều kỳ thật cũng không tốt, bởi vì 100 con chim non tương đương với 100 cái miệng. Hơn nữa, sâu bọ ở gần đây đã ăn hết còn không nhiều lắm. Tôi phải mất nửa ngày mỗi ngày để bắt đủ sâu, phàm là chậm một chút, những cái miệng ăn này sẽ bắt đầu la hét ầm ĩ trong tổ hơn nữa mình mặc dù có tu vi nhưng chưa tới cảnh giới tích cốc mỗi ngày cũng phải ăn rất nhiều sâu còn tiếp tục như vậy đừng nói gây họa cho chim nhỏ chính mình phải bị một nhà già trẻ kéo chết nhưng cũng may là tôi ở phía bên kia núi phát hiện một thôn trang trên trăm hộ gia đình lúa họ trồng tuy rằng bông lúa không được tốt lắm dấu hiệu thiếu nước mưa làm dịu thập phần rõ ràng nhưng có lúa nghĩa là có sâu bọ vì vậy tôi di chuyển toàn tộc đến khu rừng bên cạnh cánh đồng lúa kia nơi đây rừng rậm tươi tốt tài nguyên phong phú cũng không có dấu vết của dã thú lớn và yêu thú, bây giờ chỉ cần đề phòng không bị một số động vật trộm trứng chim, có thể thực hiện tốt đại kế sinh đẻ, nhưng chuyện khiến ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, hôm đó, hai người nông dân đột nhiên xông vào địa bàn của tôi. Cầu ca, ngươi có phát hiện hay không, gần như có rất nhiều chim sẻ. Thanh niên giống như khỉ ốm mở miệng nói với một trung niên nhân bên cạnh. Trung niên nghe vậy thuận miệng nói, nhiều chim sẻ là chuyện tốt, chúng chuyên ăn sâu bọ, gạo của chúng ta cũng coi như có thể cứu được. Năm nay thiên thế không tốt, lúa từ sau khi trồng trời không mưa nhiều, dẫn đến phát triển không tốt, sản lượng mỗi mẫu ước tính ít hơn một nửa so với những năm trước. Tôi lơ lửng trên trời cao, nghe họ nói về chim sẻ, chỉ muốn chuẩn bị nghe xem hai người rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng giây tiếp theo hai người đối thoại lại làm cho ta nhận không được chửi ầm lên. Ý ta không phải vậy, cầu ca, ngươi chẳng lẽ không biết trứng chim sẻ có thể cường dương sao? Hơn nữa thứ này cũng có thể no bụng, thu hoạch năm nay chắc chắn là không đủ ăn, chi bằng đào thêm hai tổ trứng chim dự trữ, để khỏi chết đói trong tương lai. Khi ốm nghe cầu ca, được rồi, đừng đào trứng chim tại sao Khỉ ốm nghi hoặc hỏi người già trong làng thường nói gà rừng và chim sẻ là phượng hoàng nhỏ móc tổ của chúng ra sẽ mất đi vận may cậu ca nói xong xoay người rời khỏi thanh niên trái lại khỉ ốm lại khinh thường bĩu môi chim sẻ nếu thật sự là tiểu phượng hoàng ta đây là ăn chúng phúc khí làm sao có thể biết phúc cố gắng nói bừa tiếng nói vừa dứt Khỉ ốm liền đi về phía rừng rậm ngoài thôn hướng đi chính xác là nhà ta ta vừa nhìn lập tức hiểu được Khỉ ốm đây là thật muốn đi đào trứng chim hơn nữa đào còn là con của mình lúc này ở giữa không trung ta theo đuôi khỉ ốm hướng rừng rậm mà đi không bao lâu một người một chim đi tới tổ chim sẻ khỉ ốm nhìn trái nhìn phải phát hiện chim sẻ xung quanh quả thực có chút nhiều sau đó hắn tìm một cây đại thụ tương đối dễ leo sau đó sắn ống quần lên rồi leo lên một bên bỏ còn một bên thì thảo tự nói người trong thôn cũng thật là có sẵn không ăn vừa nghĩ tới chức năng tráng dương của trứng chim sẻ khỉ ốm trèo lên cây càng ra sức không bao lâu hắn liền bỏ đến hốc cây thấy một con chim mẹ dưới bụng còn đè sáu quả trứng chim khí ốm cười bị ổi bàn tay to gầy thò ra chụp vào trong hốc cây. Chim mẹ bên trong phát hiện một màn này, nhất thời vỗ cánh lo lắng kêu lên. Mà lúc này ta đang lạnh lùng nhìn một màn này, hai cánh vung lên trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu khỉ ốm, chờ đến khi hắn kịp phản ứng, móng vuốt kim thiết của ta đã đặt lên đầu hắn. Khỉ ốm đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó giống như nhìn thấy quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không đợi tôi có động tác gì, thân hình gầy gò của khỉ ốm từ trên cây rơi xuống, nặng nề nện xuống mặt đất. Tôi không khỏi có chút hoài nghi mình đáng sợ như vậy sao? tuy rằng ăn ngon hơn một chút hình thể lớn hơn một chút nhưng dáng người mình rõ ràng rất đẹp a à, vì sao khỉ ốm sợ hãi mình như vậy suy nghĩ một chút vẫn không hiểu liền nhảy xuống mặt đất kiểm tra khỉ ốm lúc này khỉ ốm miệng đầy máu và đất đôi mắt đầy nỗi sợ hãi nhìn con chim khổng lồ không ngừng tới gần ngay khi nghiêng đầu hắn ta lập tức chết ngất sợ sệt như vậy còn học người ta đào tổ chim ta khinh bỉ bĩu môi ném xác hắn xuống mương bên cạnh cánh đồng lúa không tự tay giết chết tên này xem như tiện nghi cho hắn nếu không nhất định phải để cho hắn sâu sắc nhận thức được đào tổ chim là kết cục gì sáng sớm hôm sau bên ngoài rừng rậm liền tụ tập rất nhiều dân làng lúc này ta còn đang ngủ liền bị đại lượng tiếng nghị luận này đánh thức tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy đại lượng thôn dân vây quanh mương chỉ trỏ vào thi thể khỉ ốm khỉ ốm sao lại chết ở chỗ này ta đoán hắn chắc là trộm vợ nhà ai bị người ta đánh chết ở đây các thôn dân nghị luận sôi nổi cầu ca hôm qua đi cùng khỉ ốm trong đám người khuôn mặt tràn đầy khe rãnh nhíu mày đưa mắt nhìn về phía rừng rậm giống như nghĩ tới cái gì trong mắt một mảnh hoảng sợ Lúc này thôn trưởng đi tới trước thi thể khỉ ốm cẩn thận quan sát một phen, sau đó thở dài một tiếng nói với mọi người, cùng chôn hắn đi. Lão thôn trưởng có nhìn ra cái gì? Khỉ ốm vừa chết cả nhà già trẻ hắn cũng không dễ chịu. Bà nương vừa mới sinh con xong, trong nhà còn có một đôi cha mẹ phải nuôi. Đối mặt với nghi vấn của dân làng, lão thôn trưởng suy tư một lát rồi nói, chuyện này sau này đừng nhắc lại, về phần gia đình khỉ ốm, mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn, trong thôn ngoài thôn cũng không thể nhìn các nàng chết đói. Dứt lời lão trưởng thôn xoay người rời đi, bất quá khoảnh khắc xoay người, con ngươi đục ngầu của hắn lại nhìn rừng rậm ngăm đen. Kế tiếp các thôn dân mất nửa ngày mới an táng khỉ ốm, trong lúc này người nhà khỉ ốm cũng tới hiện trường. Có một nữ tử 20 tuổi ôm đứa bé, khuôn mặt ngăm đen khóc lê hoa đại vũ, phía sau còn có một đôi vợ chồng già đồng dạng vẻ mặt thương tâm. Cho đến trưa, với sự giúp đỡ của dân làng, khỉ ốm lúc này mới được an táng bên ngoài rừng rậm, mọi người cũng đều rời đi. Trong vài ngày tới, các thôn dân phảng phất như rừng rậm chung quanh tuyệt không tới gần, cho dù gần đó có ruộng đất, cũng đều là sau khi làm xong việc vội vã rời đi. Tôi biết những người này phòng trừng đã phát hiện không đúng, đem khỉ ốm chết quy về trên người mình, bởi vậy mới câm như hến như vậy. Nhưng ta cũng không quá để trong lòng, bởi vì bọn họ trung quy là một đám phàm nhân, chỉ cần không trêu chọc chính mình, họ muốn làm gì thì làm, tôi cũng lười quản. Nhưng đúng lúc này, một con chim sẻ nhỏ ngậm mấy hạt lúa, bay đến bên cạnh tôi ra hiệu cho tôi ăn. Tôi nhất thời giật mình, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chim sẻ không chỉ ăn sâu mà còn ăn lúa, là động vật ăn tạp thỏa đáng, mấy đứa nhỏ này mấy ngày nay sẽ không đến mùa màng của dân làng phá hoại chứ nghĩ vậy tôi ngẩng đầu nhìn về phía cánh đồng lúa chỉ thấy chim sẻ nhỏ kết bè kết đội lên xuống cùng dụng lúa có đứa miệng ngậm sâu nhưng có đứa lại ngậm lúa còn chưa lột vỏ thấy tình hình này ta nhất thời ý thức được những đứa con của mình làm chuyện xấu lúa vốn đã ủ rũ bây giờ lại bị chúng nó ăn sản lượng chắc chắn lại giảm các thôn dân khẳng định cũng phát hiện nhưng không dám đuổi đàn chim chắc là sợ dẫn lửa thiêu thân không còn cách nào khác tôi đành phải triệu tập tất cả chim cái để mở cuộc họp gia đình dặn đi dặn lại để chúng chỉ được ăn sâu không được ăn lúa miễn cho bức bách thôn dân dước đại năng nhân tộc đến trực tiếp diệt trừ chính mình trong vài ngày sau đó bởi vì huyết mạch của ta tăng lên con non phá vỏ cơ hồ đều là huyết mạch điều yêu mà nguyên lai sinh một con ban thưởng một tháng tu vi cũng tăng trưởng tới ba tháng tu vi cho đến nay tôi đã có hơn 200 đứa con không chỉ đạt được hai môn địa sát thần thông còn có một cái gọi là đan điền đan điền này ẩn nấp trong cơ thể là một khối linh điền to bằng một mẫu, linh dược linh cốc trồng ở bên trong, không chỉ có thể tăng lên thời gian sinh trưởng gấp 10 lần, còn có thể làm cho lúa phàm tục lột xác thành linh cốc. Chờ vài ngày sau con nối dõi sẽ tăng lên 6 700, nhiều con như vậy, sâu trong ruộng lúa xung quanh chắc chắn là không đủ ăn. Hôm nay có đan điền về sau đồ ăn cũng không cần lo lắng. Mà địa sát thần thông thì chia làm khởi vụ, kỳ vũ, tá phong, bình thiên. Ba cái đầu phối hợp vừa vặn có thể hoàn thành một pháp sự cầu mưa. Về phần bình thiên cuối cùng kia, ta có thể tùy ý sửa đổi hình thể của mình đem tất cả thần thông làm quen một lần tôi bay ra ngoài rừng rậm nhổ một ít lúa chưa trưởng thành từ trong ruộng lúa sau đó đem trồng vào đan điền với đặc tính của đan điền những hạt lúa này cho dù tiến hóa không thành linh cốc nhưng thu hoạch quyết không ít thời gian nhổ nửa chén trà cho đến khi nhổ được nửa mẫu đất tôi mới dừng tay mà một màn này cũng bị thôn dân trong thôn nhìn thấy lúc này một ít hán tử trẻ tuổi đang vây quanh lão thôn trưởng kỳ khổ lão thôn trưởng nói phải làm sao bây giờ cứ tiếp tục như vậy năm nay sẽ không thu hoạch được gì lúc mới tới chúng chỉ ăn sâu ăn lúa bây giờ đều đã nhổ tận gốc rồi đây là muốn mạng của chúng ta ha lão thôn trưởng cau mày một lát sau hỏi vậy theo các ngươi phải làm thế nào báo quan bảo triều đình thu thập chúng nghe nói dạ sứ của triều đình chuyên môn xử lý loại yêu ma quái gây họa này hơn nữa đám chim sẻ này ăn không chỉ là lương thực của chúng ta còn là thuế má nộp cho triều đình chúng ta chỉ cần nói rõ sự thật họ sẽ lo nghe dân làng nói lão thôn trưởng há miệng có tâm muốn ngăn cản nhưng lời đến bên miệng lại khó có thể nói lại dù sao mọi người làm như vậy đều là vì cầu sinh nhưng đúng lúc này bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét một đám mây đen kịt xuất hiện trên bầu trời dụng lúa bao phủ xung quanh mười dặm có chuyện gì vậy trời sắp mưa à trời phù hộ thôn vọng tuyển chúng ta cả một năm trời cuối cùng cũng có mưa với cơn mưa này mùa màng của chúng ta sẽ được cứu ngay khi mọi người mừng gà mà khóc tiếng chim hót trong trẻo vang lên trên trời cao truyền đến tai mỗi người các thôn dân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con chim lớn hình thể cực đại yêu khí cuồn cuộn bay lượn trong mây đen chính là con điểu yêu trong rừng rậm kia thấy tình hình này lão thôn trưởng lập tức cao giọng hô to đa tạ thần điều phượng hoàng mang mưa đến làng vọng tuyền sau khi hô xong quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu thôn dân chung quanh thấy thế sắc mặt đại biến cũng đều vội vàng quỳ xuống cùng lão thôn trưởng dập đầu mà lúc này ta đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi vốn tưởng rằng vì mười dặm đại địa hạ cầu mưa hẳn là rất nhẹ nhàng không ngờ chỉ thi triển tá phong và khởi vụ kỳ vũ còn chưa thi triển đã suýt lấy nửa cái mạng mình cuộc đối thoại giữa các thôn dân phía dưới ta đã sớm nghe rõ ràng sở dĩ thi triển thần thông cầu mưa xuống không phải sợ bọn họ đi báo quan tìm giả sứ gì, mà là nhổ nửa mẫu lúa của người ta, mưa chỉ là trả lại cho họ mà thôi. Sau khi ta vận chuyển pháp lực thi triển thần thông cầu mưa, mưa to như hạt đậu cũng chút xuống, tưới lên cho đất khô cằn. Thi triển thần thông xong, ta suy yếu trở lại rừng rậm, chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày. Mà lúc này lão thôn trưởng còn mang theo một đám thôn dân quỳ gối bên ngoài rừng rậm. Lưu Thành dập đầu tạ ơn, sau khi lão hủ trở về, nhất định xây miếu tố tướng cho thần điểu phượng hoàng, nhiều thế hệ sẽ được dân làng ta thờ cúng hương khói hai ngày sau dưới sự dẫn dắt của lão thôn trưởng từng nhà khua chiêng gõ trống các thôn dân nhao nhao ở bên ngoài rừng rậm đào móng đất lão thôn trưởng thậm chí còn bảo các gia đình quyên tiền đi vào thành và thuê một thợ thủ công đến làng đắp tượng thần cho thần điểu mà tất cả những thứ này cũng đều bị ta nhìn ở trong mắt nhưng dù cho họ xây tượng miếu cho mình sau này cũng đừng trông cậy vào mưa của mình thứ này chính là công việc chết người làm sao có thể làm thường xuyên cứ như vậy thời gian trôi qua hai ngày rưỡi tôi đang dẫm lên lưng hoặc trên đường đi con nối dõi cũng lục tục sinh ra mấy trăm điều yêu huyết mạch trực tiếp để cho tu vi của ta chính thức đột phá trăm năm bất tử niết tụ kinh cũng tự động thăng cấp từ bất tử nhất trọng thiên thăng cấp tới bất tử nhị trọng thiên chính thức nghênh đón huyết mạch tiến dài nhất thời một đạo kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể ta bốc lên niết bàn chi hỏa tẩy luyện kéo dài nửa canh giờ mới tiêu tán chúc mừng ký chủ thành công tiến giai huyền điều huyết mạch tôi đến một bể chứa nước trên mặt nước trong vắt tôi phát hiện mình đã biến thành một con chim nhỏ toàn thân màu đen tuy rằng hình thể nhỏ đi không ít nhưng pháp lực và tốc độ đều tăng lên gấp 3 lần tâm trạng tốt tôi chuẩn bị kiểm tra tiến độ xây dựng của dân làng chỉ thấy lúc này miếu thờ bên ngoài rừng rậm đã đột ngột mọc lên trong đó còn có một con phượng hoàng sống động tọa lạc trên cao đường mà lão thôn trưởng đang dẫn dắt các thôn dân cầm hương nến trong tay xếp hàng chuẩn bị dâng hương tuy nhiên ngay khi dân làng tổ chức lễ cúng xa xa bỗng nhiên đi tới ba đạo thân ảnh một trong số họ tôi nhớ rất rõ đó là bà nương của khỉ ốm lúc trước khi an táng khỉ ốm ta từng thấy qua mà hai người khác mặc công phục đang hướng về phía rừng rậm khí thế hung hăng đi tới Lúc này lão thôn trưởng cũng chú ý tới ba người đi tới, hướng về phía vợ khí ốm hỏi: "Ngô thị, họ là ai? Sao ngươi có thể mang người ngoài đến thôn vọng tuyển của ta?" Chung quanh một đám thôn dân cũng đều nhìn chằm chằm Ngô thị, không ngờ Ngô thị lại ngậm miệng không nói, trực tiếp xoay người rời đi, để cho hai người đi theo phía sau nói chuyện với lão thôn trưởng. Một người trong đó liếc mắt lão thôn trưởng ngữ khí đạm mạc nói: "Giả dạ sư phá án các thôn phu rời xa, người tới tích chữ như vàng." Giống như nói thêm một câu đều là lãng phí miệng lưỡi, sau khi nói xong liền mang theo đồng bạn hướng rừng rậm tiến đến lão thôn trưởng cao mày vừa nghe danh là giả sứ nhất thời cứng đờ tại chỗ hắn có tâm muốn ngăn cản nhưng bước chân giống như cắm rễ trên mặt đất khó có thể bước thêm một bước nữa đúng lúc này một tiếng kêu to kinh thiên vang vọng bốn phía thiên địa ta kéo cửu vĩ long vũ trong rừng rậm dương cánh bay ra thấy tình hình này một giả sứ mở miệng nói nam An chi địa từ khi xuất hiện yêu vật này đến nay đã gần một năm không có một giọt mưa cho dù là người có pháp lực cao thâm cũng không làm được gì xúc sinh này vừa có thể ở đây mưa chắc hẳn thiên phú không đơn giản bắt về nghiên cứu một phen có thể sẽ giải quyết tai họa nam man vừa dứt lời hắn trở tay lấy ra một cái lệnh kỳ ném lên trời cao ngay sau đó một đạo huyết sắc quang mặc từ trong hiện lên như một cái bát lớn úp ngực nhốt ta ở bên trong nhưng giờ phút này ta căn bản không hoảng hốt chậm rãi nhận thần thông chỉ thấy một đạo sương mù màu đen trong nháy mắt từ trên người ta tràn ra không bao lâu màn sáng vốn là huyết sắc cực lớn liền biến thành màu đen như mực thăm dò màn sáng một chút phát hiện cũng không phải rất khó giải quyết ngay sau đó tôi tăng thêm pháp lực không bao lâu trong màn sáng không ngừng tràn ngập hắc vụ và gió thổi mạnh tiếng vỡ vụn rất nhỏ khiến sắc mặt hai giả sứ đại biến nhưng mà không đợi bọn họ làm ra phản ứng màn sáng huyết sắc cực lớn vỡ nát lệnh kỳ trên không trung cũng nổ thành mảnh nhỏ từng mảnh rơi xuống đất tôi bật ra một tiếng kêu hắc vụ quanh người trong nháy mắt khuếch tán đem hai gã giả sứ bao vây đi vào có chuyện gì vậy sao ta không thấy gì hùng nhị hùng nhị ngươi ở đâu ngươi có nghe thấy ta không lúc này hai người giống như con ruồi không đầu ở trong sương mù chạy loại quanh nhưng mọi thứ xung quanh đều khép kín năm giác quan của họ không nghe và không thấy gì chân chân thật thật biến thành kẻ mù kẻ điếc trong lòng ta vừa động cuồng phong gào thét trong sương mù đen lại vừa động mưa to đột nhiên hạ xuống gió này có thể thổi tan thân thể thổi tắt nguyên thần mưa này có thể ăn mòn thân thể ăn mòn pháp lực hai người dùng hết toàn lực hướng bốn phía đánh ra đông đảo pháp thuật nhưng mà đều không làm nên chuyện gì một lúc lâu sau ta thu hồi thần thông tại chỗ chỉ còn lại có hai khung xương trắng thấy một màn này thôn dân tất cả theo bản năng lui về phía sau hai bước rưỡi ánh mắt nhìn về phía ta tràn ngập sợ hãi nhưng tôi không để họ vào mắt mà là đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngô thị đứng cách đó không xa trong mắt ngô thị có chút sợ hãi run rẩy nói ngươi giết phu quân của ta ta vì hắn ôm thù đây là thiên kinh địa nghĩa không đợi ả à ta nói tiếp thân thể ta chợt lóe mang theo một đạo tàn ảnh từ cổ ngô thị xẹt qua trong nháy mắt lại trở về chỗ cũ trái lại thân hình cao ngất của ngô thị đột nhiên cứng ngắc ngay sau đó liền chậm rãi ngã xuống đất ngươi ôm thủ không sai nhưng ta hiện tại tìm ngươi ôm thủ cũng không sai nói xong ta liếc mắt nhìn một đám thôn dân sau đó xoay người bay trở về rừng rậm sau khi trở về rừng rậm tôi bắt đầu tự hỏi có nên về quê tránh gió hay không lần này giết hai giả sứ kế tiếp phòng trừng sẽ bị trả thù nhưng nghĩ lại mình có thể sinh hậu duệ tăng lên tu vi nhân tộc cho dù thúc ngựa cũng không theo kịp tốc độ tu luyện của mình sợ cái lông gì nhưng lúc này một trận cước bộ bỗng nhiên xuất hiện làm cho ta lập tức bừng tỉnh nhìn về hướng âm thanh truyền đến chỉ thấy một thanh niên mặc cẩm phục mỉm cười đang bước tới tôi vô thức mở miệng hỏi ngươi là ai mặc dù lúc này tôi phát ra tiếng kêu to nhưng thanh niên kia vẫn hiểu lời tôi nói ta là hoàng tử của đại thương triều nghe nói nơi đây có đại yêu phá nạn hạn hán mà cầu mưa cho nên đến đây xem lúc này đáy lòng ta có chút giật mình bởi vì với tu vi trăm năm của ta không ngờ không nhìn thấu tu vi của thanh niên trước mặt từ đó phán đoán tu vi hắn tất nhiên vượt qua mình rất nhiều mà hạn hán trong miệng của hắn có lẽ chính là đầu sỏ gây ra hạn hán chung quanh hiện giờ tình huống không rõ tạm thời không dễ động thủ nghĩ đến đây ta thử mở miệng nói bây giờ xem xong chưa xem xong thì có thể đi rồi không ngờ thanh niên sau khi lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi đã giết hai giả sứ triều đình sẽ không bỏ qua cho ngươi không bằng ngươi đi theo bổn hoàng tử đợi ngay sau ta trở thành đại thương nhân vương sẽ cho ngươi vị trí quốc thú trí tôn nghe thấy lời này ta có chút bối rối cái gì cho má quốc thú phương thức tu luyện của ta là sinh con quốc thú đối với ta mà nói hình như không có tác dụng gì hơn nữa ta là yêu quái do người tái sinh thành cũng không có dự định làm sủng vật cho người khác nghĩ đến đây ta lạnh giọng nói lại mang quốc thú chó má của ngươi về nhà cho con bú đi điều ra trướng mắt tiếng nói vừa dứt ta liền chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận thanh niên giật mình có chút khó hiểu thiên hạ yêu tộc vô số không ai không muốn trở thành một quốc thú như vậy liền có thể hưởng thụ hương khói vạn dân được muôn dân phong chính ngươi không muốn trở thành linh thú thánh thú sao nghe thấy lời này ta cũng nghi hoặc chẳng lẽ hưởng thụ hương khói phong chính còn có cái gì đặc biệt hơn nữa cùng linh thú thánh thú lại có quan hệ gì thấy ta một bộ mờ mịt thanh niên có chút ngoài ý muốn tùy tiện mở miệng giải thích Hưởng nguyện lực tức là vì chúng sinh cầu nguyện lực. Phật môn gọi là công đức, có thể chống đỡ nghiệp lực của người tu tiên. Tương lai nếu phi thăng thành tiên, có thể ở dưới thiên kiếp bảo vệ bản thân an toàn, sẽ không rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Mà nhân tộc chính là nhân vật chính của thiên địa, chỉ cần là sinh vật được phong chính, cho dù là loài bò sát đê tiện, chừng nào chúng sinh nhân tộc còn nghĩ đó là rồng, thì đó chính là long thánh thú. Ngược lại cho dù nó là chân long, nếu nhân tộc chúng sinh không phong chính, vậy nó cũng chỉ có thể là côn trùng. Nghe vậy trong lòng ta một mảnh kinh hãi không ngờ tu tiên giới lại có chuyện quỷ dị như vậy chúng sinh trên thế giới có cao quý hay không không ngờ đều nắm giữ trong tay nhân tộc nói thế này vạn tộc chẳng phải đều sống dưới hơi thở của nhân tộc sao mọi thứ đều phải xem sắc mặt người khác trong lòng ta có chút không chắc chắn hệ thống có thể làm được không nhưng tình hình thực tế thế nào ta cũng không biết khẳng định không thể tin lời nói của thanh niên này nhân tộc nếu thật sự châu bò như vậy nơi đây sao có thể có đại hạn hán vì sao người khởi xướng hạn hán lại không sớm diệt trừ nghĩ đến đây tôi lắc đầu nói "Ta không có thói quen làm sủng vật cho người ta, ngươi nên từ đâu thì về đó đi." Thanh niên sắc mặt có chút thất vọng, nhưng lại như là nghĩ tới cái gì mở miệng nói, "Vậy ta lùi một bước, ngươi không cần phải theo ta, giữa chúng ta chỉ làm giao dịch thì sao?" Vừa nghe lời này, nghi hoặc của ta càng sâu, nếu theo luật rừng. Kẻ mạnh đối với kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có quyền chi phối, cho tới bây giờ cũng cũng chưa bao giờ có chuyện trao đổi như vậy, chẳng lẽ tên này trông như hàng hóa vô dụng sao? Cho nên mới dùng cách vẽ bánh nướng cho mình sao? Nghĩ đến đây ta ung thái độ thăm dò mở miệng, ta được lợi gì khi thỏa thuận với ngươi giọng nói của thanh niên thành khẩn ngài làm mưa cho ngàn giảm đất ta tấu thỉnh nhân vương phong ngài làm nam man yêu vương như thế ngài cho dù không thành thánh thú dù lui một bước cũng có thể trở thành linh thú vừa nghe thấy lời này ta trong nháy mắt nổi giận làm hắn tê dại ngươi gọi đó là thỏa thuận ai làm thỏa thuận lại là ghi nợ vừa dứt lời hai cánh ta vung lên trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu thanh niên sau đó thò móng vuốt ra hướng cổ hắn vạch tới nhưng đúng lúc này từ khí trên người thanh niên phóng đại đột nhiên hóa thành một cái bóng rồng thấy tình hình này thân thể ta còn ở giữa không trung, lúc này vung cánh trở về trên đại thụ. Tiểu tử ngươi quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ a, à. một kích vừa rồi ít nhất cũng có uy lực ngàn năm tu vi, nếu không phải ta phản ứng nhanh, phòng trừng tại chỗ sẽ chỉ còn xác. Thanh niên lắc đầu, đây là đại thương quốc vận, ta thân là vương tộc bẩm sinh đã có, ngài vừa rồi công kích ta chẳng khác nào công kích triều đình, bởi vậy nên quốc vận trong cơ thể ta mới có thể tự phát hộ chủ. Lúc này thanh niên lại chấp tay nói, ta không ghi nợ, chỉ là nếu không giải quyết được hạn hán, ta không thể đòi thưởng với phụ hoàng việc phân phong yêu vương chỉ có đại thương nhân vương mới có tư cách tôi không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt mưa cho ngàn dặm đất ngươi đừng nghĩ nữa gia tu vi không đến nơi đến trốn đừng nói là ngàn dặm cho dù là trăm dặm cũng có thể lấy mạng nhỏ của gia hơn nữa ngươi cũng đừng nói đại thương triều không có người có thể làm mưa ở nơi này lời này nói ra tên ngốc cũng không tin đại thương quả thật có tiên đạo đại năng nhưng không ai có thể giải quyết việc này thần thông hạn hán quỷ dị cho dù đại năng cũng không thể phá được thần thông này cái gọi là thần thông hạn hán mạnh như vậy sao Chẳng lẽ thứ đó kia tu vi rất cao? Không cao, chỉ có nguyên anh cảnh, nhưng nó là thần thông đặc thù, nghe nói chỉ có thiên địa thần thông mới có thể hình thành khắc chế. Lúc này thanh niên đột nhiên trầm giọng nói, "Ngài ra điều kiện đi, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn ngài." Vừa nghe lời này tâm tư ta nhất thời linh hoạt hẳn lên, nhân tộc các ngươi đều có bảo bối gì, dù sao thì ta cũng vừa mới ra khỏi núi, đối với thế giới này không quen thuộc, nhân tộc có thứ gì tốt cũng không rõ lắm. Nghe vậy thanh niên sững sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau hắn nhỏ giọng hỏi: linh thạch linh dược như thế nào dứt lời thanh niên liền từ trong tay áo móc ra một viên linh thạch tản ra ánh huỳnh quang ném tới ta lập tức dùng miệng ngậm lấy vận chuyển công pháp nhất thời một cỗ linh khí tinh thuần tiến vào trong cơ thể ta mặc dù lượng linh lực tăng lên rất ít so với giao phối sinh con kém 10 vạn tám ngàn dặm nhưng với bản thân ta vô dụng không có nghĩa là với con non vừa nở cũng vô dụng năm ngàn khối linh thạch một dặm không mặc cả thanh niên nghe vậy trong nháy mắt nghẹn họng nhìn năm linh thạch một dặm chính xác tôi gật đầu mặc dù không rõ giá lao động ở đây nhưng giá của mình hẳn không tính là cao dù sao cả triều đình đại thương đều không thể phá trừ thần thông hạn hán duy chỉ có mình mới có thể giải quyết đạo lý kỳ hàng khả cư ta vẫn hiểu thanh niên suy nghĩ một lát sau cắn răng gật đầu ta có thể hứa với ngài bất quá ta mang theo linh thạch không nhiều lắm chỉ có một trăm ngàn phần còn lại ta cần một chút thời gian ba ngày sau bốn trăm chín mươi vạn linh thạch còn lại sẽ được dâng lên một viên cũng sẽ không thiếu lời nói vừa dứt thanh niên liền từ trong ngực lấy ra một cái túi ném tới đây là 10 vạn khối linh thạch, ngày mai ta sẽ đến tìm ngài. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi, ta dùng móng vuốt gẩy cái túi nhỏ trên tay một chút, trong mắt một mảnh tò mò, nhưng mà không đợi ta nghiên cứu một phen. Thanh niên vừa mới rời đi xoay người đi trở lại, sau đó trịnh trọng nói, hãy nhớ, tên ta là Đế Nhất. Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi, tôi trợn trắng mắt. Cái tên như vậy cũng không biết xấu hổ nói ra, tôi còn không biết xấu hổ nói tôi tên là Vương Tiên Chi. Sáng sớm hôm sau, Đế Nhất liền mang theo hai dạ sứ một nam một nữ tìm tới cửa hôm nay hai người đi cùng ta đến cùng ngài cầu mưa để tránh khỏi bị bắt khi đang làm phép ta hừ nhẹ một tiếng cũng không nói gì sau đó cánh nhẹ nhàng vung lên dẫn đầu xuất phát mà đế nhất thì đứng ở trên phi kiếm của một gã dạ sứ theo sát phía sau ta ngươi không thể bay sao hôm qua tên này châu bò ầm ầm một con rồng quốc vận màu tím kia suýt nữa làm ta lật thuyền trong mương không ngờ hôm nay ngay cả phi hành cũng phải nhờ người mang theo đế nhất cười khổ đệ tử vương tộc không thể tu tiên tại sao đế nhất trầm mọc một chút một lát sau thở dài một hơi dưới thiên đạo chúng sinh đều có cơ duyên tu tiên nhưng không bao gồm nhân tộc hoàng gia bởi vì chúng ta là người đứng đầu nhân tộc ha có thể vứt bỏ nhân đạo tu tiên đạo nghe vậy ta sửng sốt một chút cảm thấy rất có đạo lý liền không nhiều lời nữa không lâu sau ba người một chim đã đến nơi đế nhất chỉ vào một chỗ lõm phía dưới nói hãy làm mưa nơi đây nước mưa nếu nhiều có lẽ có thể lấp đầy chỗ trũng phía dưới bốn thôn xung quanh cũng có thể kiên trì thêm một thời gian trong đại hạn hán này nghe vậy ta gật đầu lập tức vận chuyển công pháp nhất thời một luồng sương mù mờ mịt lấy ta làm trung tâm tràn ngập bốn phương tám hướng theo khởi vụ thần thông triển khai trên bầu trời cũng bao phủ một tầng mây dày nặng ngay sau đó bốn phía cùng phong gào thét sấm sét vang dội mưa to vào ngay lúc này chút xuống giờ phút này ta thở phào nhẹ nhõm lần này thi triển thần thông so với lần trước thoải mái hơn rất nhiều không lâu sau ta đi tới bên cạnh đám người đế nhất mười vạn khối linh thạch ta xong rồi nghe vậy đế sửng sốt một chút mười vạn linh thạch ngài cần làm mưa hai mươi dặm hôm nay mới hạ xuống mười dặm làm sao có thể xem như làm xong việc tôi trợn trắng mắt trước đó vài ngày ngươi có định tính không lúc trước mưa cho thôn vọng tuyền vừa vặn cũng là 10 dặm hôm nay nữa tổng cộng là 20 dặm đất rồi 10 vạn khối linh thạch không có sai sót gì nghe vậy đế nhất trợn mắt há hốc mồm trong nháy mắt cảm thấy hắc điều này một chút cũng không ngóc. quỷ tinh quỷ tinh tặc rất biết lừa người nhưng ta lại không có cách nào với hắc điều này làm xong những thứ này tôi đang chuẩn bị xoay người rời đi nhưng lúc này đế nhất lại đột nhiên mở miệng ngài chờ đã thật sự không thể ghi nợ sao đêm qua sau khi trở về ta liền suốt đêm viết thư cho các nước chư hầu Nam Man, nhưng mà 500 vạn linh thạch không phải là số lượng nhỏ, cho dù các nước trừ hầu chung quanh cũng khó có thể gom đủ trong thời gian ngắn. Kế hoạch ban đầu kéo dài 3 ngày đến 5 ngày, nhưng đối với Nam Man hạn hán mà nói chỉ hoãn thêm một ngày đều là tai họa. Ta bĩu môi, giao dịch nhỏ không ký sổ, dứt lời ta cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đế nhất thấy thế cũng không cam lòng vội vàng đi theo, nếu ngài cho ta nợ, ngay sau ta cho ngài thêm hai vạn linh thạch. Chỉ cho hai vạn khối linh thạch xem thường ai đây mình là chim thiếu hai vạn khối linh thạch sao nghĩ như vậy ta hai cánh vung càng thêm dùng sức ý đồ bỏ lại đến nhất phía sau nhưng đúng lúc này tiếng chống nặng nề đột nhiên từ phía dưới chuyển đến trong đó còn có tiếng hoan hô tôi nhìn theo âm thanh chỉ thấy trong một thôn trang đổ nát giống như đang cử hành cái đại điển gì điều làm tôi ngạc nhiên là trên một đài cao ở giữa thôn trói chín nam chín nữ 18 người quanh thân chất đầy củi lửa ngoài ra cách đó không xa có một cái bàn thờ trên đó có hai bức tượng nam nữ già trẻ trong thôn đều quỳ gối trước bàn thờ dập đầu ngay khi tôi âm thầm suy đoán đây là đang làm gì đế nhất đuổi theo cũng phát hiện tình huống phía dưới sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống những dân đen này lại cử hành hiến tế con người quả thực chính là vô tri lễ tế không phải là nên mổ heo mổ dê sao tại sao họ phải dùng người hiến tế đây là lần đầu tiên ta được thấy tế lễ không cần sáu xúc vật ngược lại là muốn giết người đế nhất nghe vậy thần sắc kinh ngạc giờ phút này hắn đã hoàn toàn xác định hát điều trước mặt chính là một sinh vật không biết gì nhân tế thịnh hành khắp thiên hạ nó cư nhiên lại không biết thấy vậy trong nháy mắt tôi cảm thấy thế giới quan của mình bị phá vỡ từ khi mở mắt tới nay ta tiếp nhận tu tiên chấp nhận hệ thống lại duy trì bị cái gọi là nhân tế này làm khiếp sợ ta khó hiểu quay đầu nhìn đế nhất mở miệng hỏi vậy họ hiến tế cho ai đương nhiên là tu tiên giả hành vân bố vũ hô lôi phóng điện đế nhất vừa nói xong đưa tay chỉ môi trường xung quanh ngài xem nơi này sau cơn mưa trời lại sáng đây không phải là phạm vi mưa vừa rồi của ngài sao nhưng họ lại cho rằng trận mưa này là những tu tiên giả cao cao tại thượng biết nhân gian khó khăn giáng xuống bởi vậy tàn sát đồng tộc để cúng tế những con sâu mọt tiên đạo này tôi không ngờ một phen mệt nhọc của mình lại bị người khác đánh cắp thành quả tuy rằng mình không coi trọng những thứ này nhưng những thôn dân phía dưới quả thực có chút không phân rõ tốt xấu đây là trùng hợp ngẫu nhiên đế nhất tiếp tục nói kỳ thật cả thiên hạ đều cử hành hiến tế con người ba ngày một tiểu tế một tháng một đại tế ngài có biết một năm phải chết bao nhiêu người không nghe đế nhất kể lại trong nháy mắt tôi cảm thấy thời đại này thật mẹ nó câu hỏi cuối cùng của đế nhất ta căn bản là không trả lời được bất quá có thể đoán được một năm qua người chết quyết không ít lúc này ta khó hiểu hỏi vậy ngươi sao không xuống đó và ngăn họ lại nhưng đế nhất lại lắc đầu vô ích ngăn được một lần khó ngăn được hai lần ba lần cảnh tượng như vậy ở đại thương triều ta mỗi ngày đều xảy ra nghe vậy ta cũng không nhiều lời xoay người hướng xào huyệt của mình bay đi chuyện ở đây to hay nhỏ là chuyện của nhân tộc đế nhất làm chủ nhân cũng khó có thể thay đổi chính mình là một tử yêu đương đương nhiên cũng sẽ không xen vào việc của người khác không lâu sau tôi trở lại rừng rậm bắt đầu lại cuộc săn hiện tại trong rừng rậm này không còn quả trứng nào chưa nở nữa. Điều này có nghĩa là tu vi của ta chỉ trệ không tiến, phải nhanh chóng nạp tiếp cho bộ tộc. Ta bay trên bầu trời rộng lớn tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Không bao lâu một con chim cái xuất hiện ở trong mắt. Tôi không nói hai lời, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, sau đó hai chảo thò ra nhẹ nhàng dẫm lên, không đến 4 giây liền xoay người từ trên lưng chim cái đi xuống. Ngay sau đó một bộ quy trình lưu loát mây trôi, đen chim cái vừa dỗ vừa lừa mang vào rừng rậm. Làm xong con này, tôi lại bắt đầu đi săn con khác liên tiếp 5 ngày tổng cộng đạp 127 con, mà chim cái chung quanh cũng bắt đầu ít đi. Trái lại con nối dõi của mình gần như chiếm lấy cả bầu trời chung quanh. Điều này không khỏi làm tôi lo lắng, chẳng lẽ lại phải chuyển nhà. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn phủ nhận ý nghĩ này. Tộc quần lớn như vậy không thể luôn chuyển nhà được, sẽ như người tị nạn. Nhưng không có chim cái sinh con vẫn phải nghĩ biện pháp. Ngay khi tôi buồn giàu, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Huyền điểu tiền bối, Linh Thạch đã tới, có thể ra ngoài gặp một lần hay không. Nghe thấy âm thanh này, tôi nâng nòng súng lên trong nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp giải quyết sau đó ta đứng dậy bay ra khỏi rừng rậm đi tới trước mặt đế nhất chỉ thấy đế nhất tiện tay ném ra một túi chữ vật thản nhiên nói 490 vạn linh thạch dâng lên ta dùng mỏ chim tiếp nhận sau khi mở ra thần niệm đào qua không hổ là thứ tốt một viên cũng không tặng thêm sau khi thu nhập túi chữ vật vào không gian hệ thống tôi rất tự giác bay lên bầu trời sau đó bay về phía khu vực hạn hán nghiêm trọng đế nhất thì bước lên phi kiếm theo sát phía sau ta không bao lâu sau ba người một chim bay tới vùng khô hạn ta rất tự giác bắt đầu thi triển thần thông một lát sau hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất khô cằn mưa lần này nhẹ nhàng hơn hai lần trước theo xu hướng này một ngày mưa 20 dặm đất cũng không phải là không thể làm được nghĩ đến đây ta hướng đế nhất nói một ngày 10 dặm dự tính 3 tháng là có thể hạ mưa xuống ngàn dặm mặt đất vừa nghe vậy thanh âm đế nhất lập tức cất cao thân sắc đều biến thành có chút tức giận một ngày 10 dặm sau khi mưa xong con dân đại thương ta đều chết sạch ngài đang đùa ta đấy à tôi lắc đầu nói ngươi cũng biết rõ lấy ta tu vi trúc cơ cảnh làm thế nào trong một ngày làm xong dân chúng vùng hạn hán sao có thể kiên trì lâu như vậy ngài còn cách nào khác không đế nhất hỏi xong ta hơi thâm trầm suy nghĩ một lát sau mở miệng nói ngươi giúp ta một việc nhỏ mỗi ngày ta cho ngươi mưa 20 dặm đất việc gì mỗi ngày gửi cho ta 50 con chim sẻ hãy nhớ rằng ta chỉ cần chim cái nghe thấy yêu cầu này đế nhất sửng sốt một hồi yêu cầu này quả thực không khỏi quá đơn giản ta mỗi ngày cho ngài 100 con ngài mưa 30 dặm đất như thế nào tôi trợn trắng mắt nhiều nhất là 20 dặm không thể thương lượng thêm. Đế nhất nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó ba người một chim liền liên tục chiến đấu trận địa. Sau khi mưa xuống một khu vực hạn hán nghiêm trọng xong, một mình tôi trở về rừng, vốn định chuẩn bị đi săn một chút, lúc này lại thấy một đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở hiện ra, hậu duệ thứ 638 đã phá vỡ vỏ nở ra, minh tước huyết mạch, khen thưởng tu vi 10 năm. Con nối dõi huyết mạch biến dị, thưởng địa sát thần thông thông u. Huyết mạch minh tước là cái quỷ gì vậy? Đây là chứng hoang ở đâu ra? ta có thể sinh ra huyết mạch này không? Ta có chút mơ hồ. Lúc trước trứng rõ ràng toàn bộ đã nở ra, quả trứng mới nở này từ đâu tới? Nhất thời một ý nghĩ xanh sao từ trong đầu ta hiện lên, nhìn con chim sẻ non toàn thân lông vũ đen kịt trước mặt, ta có chút nghi hoặc đây rốt cuộc có phải là do mình sinh ra hay không? Điều quan trọng là tôi nhớ, lúc trước tất cả trứng đều đã ấp nở xong rồi, hiện tại sao lại có thêm một quả? Nhưng vào lúc này, một con chim mẹ đột nhiên bay đến, tôi liền nhận ra đây chính là phòng chín. Nàng đi tới trước mặt ta vui vẻ kêu lên, lập tức tôi hiểu ngay, lúc trước cũng chính là lúc đưa một đám chim mẹ đẻ trứng từng có một con rắn đen lớn đến lấy trứng chim bị tôi bắt ngay tại chỗ lột ra rút gân mà quả trứng này chính là quả trứng lúc trước bị đại hắc giả nuốt vào ta vốn tưởng rằng tiểu tử kia đã sớm thai chết trong vỏ không nghĩ tới cách hai tháng rưỡi lại phá vỏ mà ra trên người còn mang theo một cỗ lực lượng thần bí không phải yêu khí cũng không phải pháp lực tiên đạo ngược lại có loại cảm giác như là quỷ khí suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ đành phải buông việc này xuống trước sau đó ta bắt đầu xem xét lần này hệ thống khen thưởng thần thông thông u thần thông có thể cùng quỷ thần giao tiếp thậm chí ở một mức độ nhất định sinh linh trong vòng một dặm đều có thể dùng cái này giao tiếp xem ra là thần thông tâm linh sau này nói chuyện với nhân tộc sẽ không còn chứng ngại nữa ngay khi ta nghĩ như vậy đế nhất vào một đám người đột nhiên xuất hiện ở ngoài rừng rậm trong tay mỗi người đều mang theo một cái lồng chim không nhiều không ít vừa vặn 50 con chim sẻ cái tôi ra hiệu cho bọn họ ngồi bên ngoài chờ một chút ngay sau đó thi triển kỹ năng cuộn lên lồng chim xoay người tiến vào rừng rậm đợi một lát thân sắc đế nhất còn chưa thấy bóng chim có chút kinh ngạc không phải đã nói là mang đến 50 con chim sẻ vậy thì đi cầu mưa xuống đất 20 dặm sao sao còn trốn bên trong không ra lập tức hắn nhìn về phía nữ dạ sứ bên cạnh chỉ thấy nữ dạ sứ khóe miệng co rút sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tên hắc điều đó bỏ rơi chúng ta ở trong đó đang chơi vui vẻ ý ngươi là sao nam dạ sứ bổ sung thêm người kia ở bên trong đang động phòng đế nhất nghe vậy đầu đầy hắc tuyến ba người đợi nửa chén trà Lúc này mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ rừng rậm bay ra. Tiền bối người thật nhanh a, à, nhanh sao? An cư cho các chim cái quả thật cũng không mất bao lâu, để cho các ngươi chờ lâu như vậy cũng rất ngượng ngùng. Một lần đạp 50 con chim cái, cộng thêm an bài các chim cái an cư, quả thật lãng phí hơi lâu. Đế Nhất gật đầu như thật, có lẽ là chủng tộc bất đồng, đối với của nhân tộc ta, công phu nửa chén trà quả thật rất nhanh. Nghe xong, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ngữ khí của tên này dường như có loại trào phúng nhàn nhạt, nhạt, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều cứ như vậy đi theo đoàn người đến cầu mưa xong. Tôi trở lại rừng để chuẩn bị cho những quả trứng tiếp theo. Thức ăn xung quanh không thiếu, không chỉ có côn trùng ăn bên ngoài. Trong rừng rậm ta cũng giải xuống một lượng lớn linh mễ, chuyên cho chim mẹ và chim non ăn uống. Cứ như vậy, mỗi ngày mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Làm suốt một tháng, hạn hán ngàn dặm xung quanh cũng đã được ngăn chặn. Nhưng vào ngày này, khi ta và đế nhất đoàn người đang làm mưa ở bên thủy Nam An, một đạo kiếm quang đột nhiên từ ngoài trời bay tới, giống như muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Thấy tình hình này ta vội vàng vung cánh, trong nháy mắt liền trốn sau lưng đế nhất, dù sao tên này có quốc vận chân long hộ thể, cho dù công kích mạnh hơn một chút cũng có thể chống đỡ được. Hai gã gác đêm sứ thấy thế có chút phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời vẫn thi triển thuật pháp ngăn cản công kích, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên vang lên bốn phía thiên địa. Hai người ngăn cản kiếm quang lắc lư thân thể, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bởi vì đây là công kích của một cường giả kim đan đỉnh phong. Lúc này một thanh thanh đồng trường kiếm đột nhiên lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay đế nhất. Từng luồng kiếm khí cũng quanh quẩn xung quanh thân kiếm. Thấy thế ta rụt cổ lại, có chút hết hồn hết vía. Thanh kiếm này nhắm vào chính mình, nhưng ta lại trốn ở phía sau đế nhất, bởi vậy mới trực tiếp tấn công đế nhất, rốt cuộc là đoạn tử tuyệt tôn nào muốn tới đánh lén mình. Ngay khi tôi nghĩ như vậy, phía chân trời cách đó không xa, một đạo bào lão nhân đang chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Đế nhất thấy thế vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Chưa đạt nguyên anh lại có thể đạp hư mà đi, nghĩa là ngươi trước kia cũng là nguyên anh chân nhân." Nghe vậy bước chân lão nhân hơi dừng lại nói: nhiều năm trước bị đại thương đả thương đến nỗi cảnh giới tụt xuống cả đời cũng không thể trở lại nguyên anh cảnh chỉ có thể dùng viễn cổ thần thông luyện thành một cương thi ngũ hành đặt ở vùng đất nam mang của đại thương nghe được hạn hán là do người này luyện ra sắc mặt đế nhất trong nháy mắt lạnh như băng nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đạo bảo lão nhân tiếp tục nói ta vốn không muốn xuất hiện sớm như vậy nhưng tiểu xúc sinh này phá hỏng đại kế của lão phu bất đắc dĩ chỉ có thể xuống núi giải quyết tiểu xúc sinh này trước lời nói vừa dứt lão đạo sĩ cầm kiếm phất tay vung ra ngoài sau một khắc kiếm khí lạnh lẽo, liền lấy khí thế chém phá trời cao tập sát về phía ta. Ta có lòng trốn ở phía sau đế nhất, nhưng mà phi kiếm này giống như là có mắt, lại vòng qua đế nhất trực tiếp hướng ta giết tới. Lúc này phi kiếm đã cách trước mặt một đoạn, Huyền chân cùng Thạch Nga hai người lại lề mề không muốn cứu, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể thi triển khởi vũ kỳ vũ tá phong tam đại thần thông. Nhưng Hắc thủy đánh vào phi kiếm lại không thể thay đổi quỹ tích, thời khắc mấu chốt. May mà ta thi triển bình thiên đem thân thể co lại cỡ hạt gạo, lúc này mới có thể tránh được công kích. Đế Nhất thấy thế lập tức dẫn giữ mắng Huyền Chân cùng Thạch Nga ra tay, cảm nhận được giọng nói lạnh như băng của hắn, hai người không dám chần chờ, cùng nhau thi triển thuật pháp ngăn cản phi kiếm của lão đạo sĩ. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đem Thạch Nga, Huyền Chân và lão đạo sĩ ba người ghi tạc trong lòng. Về sau chờ tu vi của mình tăng lên, sẽ không bao giờ bỏ qua cho ba người này. Hai người giả dạ sứ hợp lực ngăn cản phi kiếm của lão đạo sĩ, nhưng lại vô lực phản kích chỉ có thể bị động đối ứng. Đế Nhất thấy thế đen mặt móc từ trong ngực ra một cái ngọc phù, Nhân vương kiếm phù này hao phí 10 năm quốc vận của đại thương ta, cho dù Nguyên Anh điên phong cũng có thể chém giết, nếu ngươi không lui, đừng trách ta dùng kiếm phù này tiếp ngươi. Lão đạo sĩ thần sắc trần chờ, nếu hôm nay không giết con chim này, sau này tất nhiên không còn cơ hội, sau lần tập kích này, yêu điểu nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Mà hôm nay nhân vương kiếm phù kia làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó đại thương nhân vương nhất kiếm đem mình trọng thương, ký ức của hắn đến nay vẫn còn mới mẻ. Bất đắc sĩ chỉ có thể hóa thành một vệt lưu quang biến mất trên trời cao thấy lão đạo sĩ đi rồi, Đế Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nháy mắt với Huyền Chân và Thạch Nga, ra hiệu mấy người nhanh chóng rời đi, tôi có chút bối rối, lão đạo sĩ đã đi rồi, nhưng nhìn bộ dáng Đế Nhất giống như là sợ lão đạo sĩ quay lại, khi trở về rừng tôi mới biết, Nhân Vương kiếm phủ của hắn không ngờ lại là giả, phải biết quốc vận đại thương quý giá biết bao, Nhân Vương sao có thể dùng nó luyện chế kiếm phủ, cho dù Đế Nhất là con trai hắn cũng không thể có đãi ngộ như vậy. Ngày hôm sau khi Đế Nhất đến mời ta cầu mưa, nhưng ta quyết đoán cự tuyệt, tiền bối vì sao vi phạm lời hứa? Đế Nhất trầm giọng hỏi, tai họa hạn hán còn chưa giải quyết, đã nói là mưa ngàn dặm, đến nay mới hạ xuống 600 dặm mặt đất, 400 dặm còn lại vẫn còn hạn hán, không bảo vệ ta chu toàn, kết quả hạ nhân nhà ngươi lại dùng âm chiêu, 400 dặm còn lại, ngươi tự nghĩ cách đi. Thủ hạ của Đế Nhất hai người này đều không phải thứ tốt, hơn nữa có một lão đạo sĩ nhìn chằm chằm, ta chỉ là một chút cơ cảnh, vẫn là cầu tại Mật Lâm chờ tu vi tăng lên, sau đó lại ra ngoài tìm lão già kia tính sổ. Đế Nhất nghe vậy lập tức khó xử sao điện hạ không trói tên súc sinh này lại đeo vào vòng ngự thú tùy ý ngài thúc giục thạch nga đảo trong mắt một kế hoạch độc ác thốt ra huyền chân gật đầu phụ họa không tệ vạn yêu trong vòng ngự thú đều theo mặc cho nó ngạo khí ngất trời điện hạ ngài chỉ cần mặc niệm chú ngữ nó phải ngoan ngoãn nghe lời lúc hai người này nói chuyện tuy rằng cố ý đè thấp thanh âm nhưng vẫn bị ta ở sâu trong rừng rậm nghe rõ ràng trong lúc nhất thời trong lòng ta tràn ngập lửa giận hai tên cẩu vật này đến bây giờ còn nhớ thương chính mình xem ra bọn họ là muốn trừ bỏ mình cho thống khoái a nghĩ vậy ta trầm tư một lát hướng bên ngoài rừng rậm hô muốn để ta hiện tại rời núi cũng không phải là không có khả năng nhưng ta có một điều kiện phế đi tu vi của hai người huyền chân và thạch nga ta liền lập tức xuống núi vì ngươi hạ xuống 400 trăm dặm mưa nghe vậy thần sắc đế nhất ngẩn ra đột nhiên không nói lời nào hai người này là giả sứ là quan viên triều đình cái này không phải do hắn làm chủ và chuyện này mà đến tai nhân hoàng đối với vị trí người thừa kế vương vị sau này của hắn không có nửa điểm tốt cuối cùng vẫn không thể xuống tay sao vậy ngươi trở về đi chờ ta khi nào cảnh giới đột phá lại đến thực hiện lời hứa ta quyết định cho dù đế nhất đưa ra điều kiện giá trên trời cũng quyết không bước ra khỏi rừng nửa bước nhất thời rừng rậm trong ngoài lâm vào yên tĩnh rơi vào đường cùng đế nhất đành phải mang theo hai người huyền chân tạm thời rời khỏi vọng tuyền thôn lúc này đã là đêm tối tôi đang nhìn con chim sẻ đen độc nhất vô nhị bay quanh trong rừng rậm không bao lâu nó lại bay đến trước người tôi nhìn tiểu tử không giống sinh vật sống này đến giờ tôi vẫn chưa hiểu huyết mạch minh tước ẩn chứa trong nó rốt cuộc có tác dụng gì chỉ biết lượng thức ăn của nó lớn bất thường hơn nữa chuyên ăn linh mễ, nghĩ vậy ta liền lấy ra một ít linh mễ đưa cho tiểu tử kia. Nhưng đúng lúc này, con ngươi tiểu Minh Tước lóe lên, quay đầu nhìn về phía nào đó, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, cảm nhận được dị thường của tiểu Minh Tước, ta lập tức thi triển khởi vụ bao phủ cả rừng rậm, nhưng khi thần thông triển khai, hai đạo tiên quang chói mắt nhất thời từ trong bóng tối bốc lên. Sau đó chỉ thấy hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đó là Huyền Chân và Thạch Nga. Điện hạ Từ Bi, không cho phép hai ta đến đây, nhưng cả hai ta đều phải đến vốn là chuyện mà vòng ngự thú có thể giải quyết điện hạ lại nhất định phải dùng linh thạch giải quyết vì thế hai ta chuẩn bị một lần vĩnh viễn lúc này ta xem như hiểu được hai người này chính là đến bắt mình chuẩn bị đeo vòng ngự thú cho mình lập tức ta cũng không nói nhảm nhiều ta phong cùng kỳ vũ hai môn thần thông thoáng qua triển khai giờ khắc này trong rừng rậm cùng phong gào thét mưa ăn mòn linh lực nhưng mà thiên địa vĩ lực như vậy lại không cách nào tạo thành chút thương tổn nào đối với hai người này huyền chân và thạch nga vẫn lù lù bất động trong sương mù thấy thế lòng ta trầm xuống tu vi của mình vẫn còn hơi thấp đối mặt với cường giả kim đan cảnh rất khó địch lại bất quá chính mình cũng không phải không có lực đánh một trận bản thân có ba môn thần thông không chỉ đơn giản là mưa gió nghĩ xong tâm niệm ta khẽ động Sương đen bao trùm cả rừng rậm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ phạm vi không bao lâu liền thu nhỏ lại phạm vi trăm mét lúc này trong hắc vụ càng thêm đen kịt giống như cửu u địa dụ cho dù là cường giả kim đan cảnh thân ở trong hắc vụ ngũ giác cũng mơ hồ đi rất nhiều Trung quanh nước mưa phiêu linh đem quần áo hai người ăn mòn rách dưới nếu không phải bên ngoài cơ thể bọn họ còn có một tầng pháp lực bình chướng phòng trừng thân thể đều phải thối giữa huyền chân và thạch nga liếc nhau biết thần thông mạnh hơn thuật pháp rất nhiều hai người cũng không dám chậm trễ mỗi người sử dụng đòn sát thủ tiên quang trói mắt nở rộ trong hắc vụ tức lực thuộc về kim đan cảnh nhất thời đem hắc vụ trong phạm vi trăm mét quấy nhiễu lăn lộ lên thấy tình hình này áp lực của ta tăng gấp bội dù sao kim đan cảnh so với mình cao hơn một đại cảnh giới hơn nữa bọn họ là có hai người tổ hợp thần thông của mình sợ là rất khó ngăn cản được hai người nhưng đúng lúc này tiểu minh tước bên cạnh đột nhiên dồn rập kêu lên con nói gì con có thể giúp ta loại bỏ chúng nghe tiểu minh tước nói giọng tôi cao lên chính mình cũng không khoác lác bản lĩnh khoác lác này của nó là kế thừa của ai ngay khi tôi nghĩ vậy tiểu minh tước vung hai cánh lao vào trong sương mù trong lòng ta thầm mắng một tiếng vật nhỏ này một chút cũng không làm cho ta bớt lo nghĩ tới đây liền muốn tiến vào hắc vụ đem tiểu tử kia mang trở về nhưng mà lúc này một tiếng kêu du dương từ trong hắc vụ truyền ra chỉ thấy thân hình hai người huyền chân cùng thạch nga lay động giống như say rượu ngã trái ngã phải mà trước người hai người cách đó không xa tiểu minh tước vỗ cánh đang há to miệng ra sức kêu to mỗi một tiếng kêu đều làm cho hai người mắt bốc sao vàng thấy thế ta vội vàng khống chế thần thông để cho mưa phiêu linh trong sương mù âm phong một cái lực lượng hướng trên người hai người rơi xuống theo tiếng ăn mòn không ngừng truyền ra chỉ chốc lát sau hai người đã trở thành hai bộ xương khô thấy một màn này ta cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó đưa mắt nhìn tiểu minh tước mặc dù không biết nó làm như thế nào nhưng hôm nay nếu không có tiểu tử này mình cũng không có vận khí tốt như vậy có thể giết chết hai kim đan lúc này tiểu minh tước kêu lên không đợi tôi khen ngợi một phen thân thể nó chợt lóe bay vào trong một bộ xương sau đó dùng miệng nhỏ ngậm ra một viên kim châu tôi đã nghe nói trước đây cường giả kim đan cảnh hội tụ pháp lực trong cơ thể thành một viên kim đan đại đạo mà kim đan trong miệng tiểu minh tước có ba đạo ngấn chứng tỏ là đang ở kim đan tam chuyển sau đó ta lại đem ánh mắt hướng về một bộ xương khác bên trong cũng có một viên kim đan nhưng đúng lúc này tiểu minh tước đột nhiên khẽ kêu một tiếng tôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy nó mở miệng rộng, lại đem viên tam chuyển kim đan kia trực tiếp nuốt vào.